Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chú bạch tuộc phối nhiều màu xinh xắn như thế này ha. Đây là xung quanh phần thân của bạch tuộc nè. Có nhiều cái râu tu ru ở bên dưới. Mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size để mình có thể làm đồ chơi hoặc là làm móc đeo chìa khóa cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ làm size cho trẻ sơ sinh làm đồ chơi nè. Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích. Mình sẽ sử dụng len miêu cotton 125g, kim 2.5mm. Gòn nhồi và kim khâu len ha. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Mình sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Lưu ý khi các bạn móc mũi dời nè, mình sẽ kéo cái sợi len dài lên một tí, sau đó mình guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Thì cái vòng kết thúc của mình nó sẽ không có bị điểm G. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì mình sẽ tạm gọi đây là mũi tăng nhé. Tiếp tục mũi tăng vào chân thứ hai. 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Mũi tăng thứ ba. Tiếp tục mũi tăng thứ tư, mũi tăng thứ năm vào chân thứ năm và mũi tăng thứ sáu vào chân thứ sáu. Sau khi hoàn tất cho mình được đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tăng lên tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Khi móc mũi dời nhớ guốc cho mình cái sợi len nè. Kéo cái sợi len qua, móc vào đây một mũi dời rồi thì kéo cái sợi len dài lên, sau đó guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai hoàn tất, tạo ra được 12 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba sẽ móc cho mình theo cụm móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, chân thứ hai sẽ móc cho mình một mũi tăng. Mũi tăng tức là móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm móc đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm ha. Chân kế bên móc một mũi đơn. Thì kế tiếp sẽ là một mũi tăng. 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Ta được cụm thứ hai. Cụm thứ 6 sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Một mũi đơn, sau đó là mũi tăng. Kết thúc vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ tư các bạn dựa cho mình vào vòng móc bên trên. Vòng móc thứ ba của mình có cụm móc là một mũi đơn, sau đó là một mũi tăng. Thì vòng kế tiếp tăng cho mình tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ở đây của mình là một mũi nè. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình hai mũi. Tức là mỗi chân một mũi ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Được hai mũi mỗi chân rồi nè, tăng tịnh tiến hơn so với hàng bên trên một mũi. Thì tiếp tục sẽ là một mũi tăng. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Nhưng ở đây có một lưu ý nè. Đối với những bạn nào mà khi các bạn tăng cho mình cái hàng móc như thế này nè, thì hai cái mũi móc đơn cùng chân á, tức là cái mũi tăng nó sẽ nằm chồng lên nhau. Nó sẽ không có được đẹp khi mình tăng nhiều hàng móc quá. Nên lúc này những cái hàng móc nào mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn nè. Ví dụ ở đây của mình hai mũi thì hai mũi là số chẵn. Các bạn sẽ đảo công thức cho mình ha. Thì đảo công thức mình sẽ làm như sau. Chân đầu tiên một mũi móc đơn thì chân thứ hai sẽ là mũi tăng. Tiếp theo sẽ là mũi đơn. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi đơn, sau đó là mũi tăng, rồi tiếp tục là mũi đơn, cộng lại mình cũng có hai mũi móc đơn mỗi chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối nè.
Thì như vậy là hai cái mũi cùng chân á, cái mũi tăng của mình nó sẽ nằm xéo với nhau cho nó không chồng lên nhau ha. Một mũi đơn nè, một mũi tăng và tiếp tục là mũi đơn. Ta có được cụm thứ hai, sau đó làm tương tự đến hết. Sau khi móc đến hết thì ta cũng có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi. Móc vào chân mũi đơn đầu tiên một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ tư hoàn tất có 24 chân móc cho cái hàng móc thứ năm. Thì 24 chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình cụm móc như sau. Mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ của hàng bên trên. Ở đây của mình là 2 mũi mỗi chân nè, do mình đảo công thức ha. Cho nên bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân. Mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ rồi nè. Khi có được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. 3 mũi này là số lẻ nên mình sẽ không đảo công thức ha. Ta sẽ có cụm móc như thế này. Các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. 3 mũi móc đơn mỗi chân. Kế tiếp sẽ là một mũi tăng. Ta có cụm thứ hai. Hoàn tất đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này, tăng được 6 mũi ha. Tiếp tục đến hàng kế tiếp thì tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên tiếp một mũi. Ở đây mình có 3 mũi mỗi chân rồi nè. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là 4 mũi mỗi chân. Nhưng mà 4 mũi mỗi chân đó là số chẵn ha. Các bạn sẽ đảo công thức cho mình nè. Mình sẽ móc 2 mũi mỗi chân trước. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Mũi thứ nhất nè và mũi thứ hai. Được 2 mũi rồi thì tiếp tục móc mũi tăng. Sau đó hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. 2 mũi mỗi chân, mũi tăng, sau đó là 2 mũi mỗi chân ha. Cộng lại mình cũng có được 4 mũi mỗi chân. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ những cái hàng móc nào mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân á là số chẵn thì các bạn sẽ đảo công thức cho mình. Còn những hàng nào mà số mũi móc đơn lẻ là số lẻ thì mình sẽ móc bình thường ha. Móc cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của phần đầu. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 9 hàng móc. Công thức móc mình có để trên màn hình ha. Nó đã tạo cho mình được cái độ rộng cho cái phần đầu của bà tuộc rồi. Bây giờ mình sẽ móc phần thân dưới. Thì móc phần thân dưới rất là đơn giản, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Tức là mình sẽ không có cái mũi tăng ở cái hàng móc này ha. Cứ móc đều cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Các bạn móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều tương tự như vậy nữa. Ở bên trên mình có bao nhiêu hàng tăng mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu hàng đều không tăng ha. Đối với mẫu này mình có thay đổi màu cho cái phần thân của bạch tuộc nên ở đây các bạn sẽ cắt len. Mình sẽ hướng dẫn thay màu nè. Đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau. Trừ một đoạn len vừa đủ thôi ha. Ở cái sợi len thừa phần màu xanh nè, phía trước nó là chân mình móc mũi dời kết thúc, tức là chân mũi đơn đầu tiên của hàng bên trên. Thì phía sau nó là cái chân của mũi dời, là cái chân mà mình hay guốc lại cho nó nhỏ lại á. Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời đó. Sau đó các bạn sẽ kéo cho mình sợi len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Khi móc lên xích thì đẩy cho mình sợi len màu xanh qua bên phải, sợi len màu vàng sẽ ở bên trái ha. Móc lên một xích nè. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Khi móc thì nhớ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều nha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Khi móc cho mình đến những cái chân móc cuối cùng nè, có cái sợi len thừa của phần màu xanh á, các bạn cũng móc giấu cho mình vào trong mũi móc luôn. Móc đến cuối rồi thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều như vậy cho đến khi mình đạt được bằng cái số hàng móc của hàng tăng ở bên trên ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc đều nè, phần tăng mình có 9 hàng thì phần móc đều mình cũng có 9 hàng móc. Lúc này cái phần đầu nó sẽ có cái độ cúp xuống như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ giảm mũi để mình tạo cái phần đuôi phía dưới.
Để giảm mũi thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở cái phần thân trên. Những bạn nào mà tăng giảm sai thì cứ để ý cho mình cái hàng tăng mũi cuối cùng ha. Ở đây hàng tăng mũi cuối cùng của mình nè là cái cụm này. Mình sẽ có 7 mũi mỗi chân. 3, 4, 5, 6 và 7. 7 mũi mỗi chân, sau đó là một mũi tăng. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống phía dưới. Các bạn cứ dựa theo công thức mà mình móc ở phần tăng mũi, sau đó mình bắt đầu giảm mũi ha. Thế đây của mình là 7 mũi mỗi chân nè. Các bạn móc cho mình 7 mũi vào mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Khi móc được 7 mũi đơn vào 7 chân rồi thì thay vì ở bên trên mình tăng mũi là cái chân kế tiếp mình móc mũi tăng. Bây giờ ở phía dưới này các bạn sẽ móc cho mình mũi giảm. Mũi giảm tức là mình sẽ chụm lại hai chân móc liên tiếp thành một mũi ha. Hai chân móc liên tiếp này lại thành một mũi nè. Thì cách giảm mũi như sau. Các bạn sẽ đưa kim cho mình ra phía ngoài. Đâm kim vào cái đường nằm phía ngoài của cái chân móc kế bên. Là cái đường này nè. Sau đó tiếp tục vòng kim đưa ra phía ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong cái đường móc phía ngoài của chân kế tiếp. Kéo cái sợi len qua hai cái chân mà mình vừa đâm kim. Sau đó kéo qua hết hai chân trên kim. Ta sẽ được một mũi giảm ha. Tức là hai chân chụm mũi nè. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này ha. Ta có 7 mũi mỗi chân nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu và mũi thứ bảy. Được 7 mũi rồi, bây giờ mình sẽ móc một mũi giảm. Làm tương tự như mũi giảm đầu tiên ha. Đâm kim vào đường phía ngoài của chân kế bên. Sau đó luồn kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong đường bên ngoài của chân kế tiếp. Kéo sợi len qua hai cái chân mình vừa đâm kim, sau đó kéo qua hai đường trên kim, ta sẽ có cụm thứ hai. Sau khi móc đến cuối vòng thì ở hai chân móc cuối cùng mình cũng tạo ra được một cái mũi chụm ha. Tức mình sẽ có một mũi giảm ở hai chân cuối cùng nè. Hoàn tất được vòng móc này, mình có tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi móc. Kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này cái phần thân của bạch tuộc mình nó đã có cái độ giảm dần rồi nè. Thì sau khi hoàn tất cho mình một hàng mũi giảm, để cho cái phần thân của bạch tuộc nó không có giảm gấp á, thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình hai hàng móc móc đều. Thì hai hàng móc móc đều tức là mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Làm tương tự giống như cái phần thân chính giữa á. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn, không có mũi giảm cũng không có mũi tăng ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối, sau đó móc thêm một hàng móc nữa. Mình sẽ có hai hàng móc móc đều. Ở đây mình có thay màu nè. Cách thay màu cũng tương tự như bên trên ha. Móc lên một mũi móc xích. Khi hoàn tất cho mình được hai hàng móc móc đều. Đây, hàng bên trên là hàng giảm mũi nè, thì tiếp tục sẽ là hai hàng móc móc đều không giảm mũi. Kế tiếp nữa sẽ là cho mình một hàng giảm mũi ha. Thì hàng giảm mũi khác với cái phần tăng mũi ở bên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc. Thì hàng giảm mũi mình sẽ giảm lần lượt cái số mũi móc đơn lẻ ha. Ở đây của mình là 7 mũi nè. Thì bây giờ các bạn giảm cho mình còn 6 mũi. Mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vào 6 chân. Và các bạn cũng có thể đảo công thức cho mình ha. Cái số mũi móc đơn mà là số chẵn á thì các bạn sẽ đảo công thức nè. Mình có 3 mũi mỗi chân. Sau đó là một mũi giảm. Mũi giảm thì tương tự như các mũi giảm mà mình làm ha. Tiếp tục sẽ là 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp. Thì ở đây mình sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân, sau đó là một mũi giảm và 3 mũi mỗi chân. Cộng lại mình cũng có 6 mũi mỗi chân, sau đó là một mũi giảm. Móc tương tự cho mình cho cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm hai hàng móc móc đều. Kết thúc hai hàng móc móc đều đó, tiếp tục một hàng giảm mũi. Hàng giảm mũi thì mình cũng giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi cho từng hàng móc và xen kẽ sẽ là một mũi giảm ha. Hàng này sẽ là 3 mũi mỗi chân nè, sau đó là một mũi giảm. Và tiếp tục là 3 mũi mỗi chân để cộng lại mình có 6 mũi mỗi chân ha, sau đó là một mũi giảm nè.
móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm. Hoàn tất được hàng này thì tiếp tục thêm hai hàng móc móc đều không giảm mũi. Kế tiếp nữa sẽ là một mũi giảm. Các bạn cứ móc xen kẽ cho mình ha. Một hàng giảm mũi thì hai hàng kế tiếp không giảm mũi. Cứ xen kẽ một hàng giảm rồi hai hàng không giảm ha. Các bạn sẽ móc cho đến khi mình còn lại cái hàng cuối cùng là 24 mũi móc đơn. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần thân của bạch tuộc nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại ha, và cái độ bo vừa phải, nó giống như cái khinh khí cầu nè. Thì đến cái hàng móc cuối cùng của mình sẽ là có tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Thì khi hoàn tất được đến cái hàng móc này rồi, tiếp tục cái hàng kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi tiếp. Và ở cái hàng móc giảm mũi này nè, các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường móc nằm bên trong của mỗi chân móc. Đây, mỗi chân nó sẽ có hai đường thì mình đâm kim vào đường nằm bên trong ha. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc nè, móc vào đó một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn, đều đâm kim cho mình vào đường nằm bên trong ha. Có được hai mũi mỗi chân rồi nè, thì mũi kế tiếp mình sẽ làm một mũi giảm. Ở đây mũi giảm mình sẽ có hai cách để móc mũi giảm. Cách đầu tiên là sẽ tương tự như cái phần thân trên nhưng mà mình đâm kim vào cái đường nằm bên dưới ha. Sau đó cách thứ hai nè, các bạn cũng móc cho mình cái cụm hai mũi móc đơn mỗi chân. Ta đều đâm kim vào đường nằm bên trong nhé. Cái mũi chụm thứ hai mà mình muốn hướng dẫn nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường nắp nằm bên trong của chân kế bên. Sau đó mình sẽ kéo sợi len qua chân móc. Tiếp tục giữ vị trí này, đâm kim vào chân kế tiếp, kéo sợi len qua chân móc. Trên kim được 3 đường móc kéo qua 2 đường trên kim. Như vậy là mình cũng có được một mũi giảm ha. Các bạn có thể áp dụng cho mình một mũi giảm bất kỳ như thế này. Mình sẽ theo cụm ha, 2 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là một mũi giảm. Mũi giảm thì mình có thể móc tương tự giống như là hai cái mũi đầu tiên ha. Móc cho đến cuối thì ta cũng có tổng cộng là 6 cụm như thế này. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Móc lên một xích. Cái hàng móc này nó sẽ tạo ra một cái đường nóc nằm bên ngoài. Đường này mình sẽ tạo cái phần dây tu ru ha. Hàng móc kế tiếp cũng là một hàng giảm. Tức là mình sẽ móc các cái hàng giảm liên tiếp với nhau chứ không xen kẽ như cái phần thân trên nữa. Thì hàng kế tiếp này sẽ là một móc đơn, sau đó là một mũi giảm xen kẽ ha. Ta cũng đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong của mỗi chân móc nè. Một móc đơn. Sau đó là một mũi giảm. Thì mũi giảm có thể móc cho mình theo cái cách nào cũng được ha. Ta được cụm đầu tiên nè. Cụm thứ hai nè. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Hoàn tất vòng móc này rồi, vòng móc kế tiếp mình sẽ có tổng cộng là 6 cái mũi giảm liên tiếp. Sau khi hoàn tất cho mình được đến hàng móc 6 mũi giảm liên tiếp với nhau rồi nè, thì bây giờ mình sẽ kết thúc vòng. Các bạn kéo dài sợi len và cắt len. Mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Kéo sợi len ra. Các bạn có thể sử dụng cho mình kim móc hoặc là kim khâu cũng được ha. Mình có 6 chân thì lần lượt đâm kim cho mình từ ngoài vào trong các đường móc bên ngoài của 6 chân đó. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len mình vừa cắt nè, qua cái đường móc đó. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục nè, đâm kim từ ngoài vào trong đường móc của chân thứ hai. Guốc cho mình sợi len thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Ta sẽ hoàn tất được phần thân của bạch tuộc ha. Đâm kim từ trong kéo đến cái phần mà mình vừa guốc á. Sau đó các bạn giấu cho mình sợi len vào trong mũi móc và cắt len ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái form của bạch tuộc như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần râu. Các bạn có thể dùng tay và mình đẩy cho cái phần thân của mình nó được đều hơn ha. Phần râu thì mình sẽ sử dụng màu len khác. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái đường móc mà mình chừa ra ở đây nè. Thì mình sẽ đâm kim vào cái hàng móc ở trong cùng ha, cho các bạn dễ thấy mũi nè. Ba hàng móc này thì mình có thể đâm kim vào mà một trong ba hàng trước ha. Mình sẽ đâm kim vào cái hàng bên trong nè, đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ, kéo cái sợi len qua cái chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa phải để mình tạo cái phần râu cho bạch tuộc ha. Mình có thể móc lên cao hơn so với cái phần thân nè, mình móc lên 70 mũi móc xích. 1, 2,
Thì cái độ dài của phần râu tùy thuộc vào sở thích của các bạn cũng như là cái phần thân của bạch tuộc ha. Sau khi hoàn tất được 70 mũi mình sẽ có được cái chiều dài của phần râu rồi. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Chân móc thứ 70 móc một mũi nữa kép. Chân kế tiếp móc cho mình 2 mũi nữa kép cùng chân móc. Tức là một mũi tăng á. Để cho cái phần râu của mình nó có cái độ xoắn vừa phải thì các bạn sẽ móc cụm này cho mình ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Mũi nửa kép vào chân kế bên nè, sau đó là 2 mũi nửa kép cùng chân móc vào chân kế tiếp. Ta được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến hết mình sẽ tạo được cái độ xoắn cho phần râu. Hoặc là những bạn nào mà muốn cho phần râu của mình nó xoăn nhiều hơn, các bạn có thể móc liên tiếp các cái mũi cùng chân ha. Hoặc là nếu mà muốn cho cái phần râu nó có độ xoắn vừa phải thì mình sẽ giãn cái số mũi móc á, lẻ ra một mũi hoặc là hai mũi. Mình sẽ móc cho đến hết ha. Móc đến cuối vòng mà có cái sợi len thừa mình cũng móc dấu vào trong mũi móc để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. Mình sẽ cắt cái đoạn len thừa đi nè. Sau đó từ đây mình bỏ qua một chân móc, đâm kim vào chân móc kế tiếp một mũi dời để mình kết thúc cái phần râu này ha. Từ đây mình sẽ bắt đầu móc một cái sợi râu mới nè, cũng với kích thước của cái sợi râu ban đầu luôn. Sau đó các bạn sẽ dùng tay và mình xoắn lại cho cái sợi râu của mình nó dài và nó xoăn nè. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần râu bên dưới rồi mình sẽ móc cái phần mắt. Thì phần mắt ở đây mình sẽ có hai vòng móc để tạo cái mắt hai bên nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu hoàn tất có 7 mũi móc đơn tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn ha. Chân đầu 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho hết 7 chân móc đó nha. Khi móc đến cuối vòng thì cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong cái phần thân của bạch tuộc. Do đây là mẫu mình làm đồ chơi cho bé cho nên mình sẽ không dùng keo nhé, mà các bạn sẽ dùng cho mình kim khâu. Mình sẽ cắt cái đoạn len thừa ban đầu đi nè. Trước khi mình khâu cái phần mắt này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình màu đen để mình khâu cái mắt ở bên trong trước. Mình sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ ở chính giữa của cái hàng móc đầu tiên với hàng thứ hai nè. Kéo sợi len lên và chừa một đoạn vừa đủ ở phía dưới. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp. Luồn kim lên phía trên, đâm kim vào chân móc kế bên. Sau đó mình sẽ di chuyển kim dời lại về cái chân móc mà mình đâm kim nè, để cho cái đường khâu của mình nó bít lại ha. Tiếp tục nè, đâm vào đường móc bên trên kế tiếp. Đâm lùi lại về chân móc kế bên. Các bạn sẽ khâu cho mình cho đến khi mình đạt được một nửa của cái vòng tròn này. Sau đó mình sẽ tiến hành cắt len. Và các bạn sẽ khâu cho mình cho mắt tương tự ha. Hoàn tất được cái phần mắt ở bên trong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái mắt này vào bên trong thân của bạch tuộc. Thì các bạn tiếp tục sử dụng cho mình kim khâu, xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Để khâu lại thì cũng đơn giản, chọn cho mình một vị trí bất kỳ ở phần trên này tương ứng với phần mắt ha. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái phần mắt lại và mình sẽ khâu. Phía dưới thân thì mình sẽ khâu ở hai cái chân móc tương ứng. Sau đó còn ở trên thân thì mình sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào cái đường móc nằm bên dưới của mỗi chân móc. Mình sẽ khâu tương tự cho các chân còn lại ha.
vào những cái đường khâu tương ứng với nhau nè. Sau đó mình sẽ gút lại, các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau đó cũng dùng cái đoạn len này mình sẽ khâu cái mắt còn lại. Để tạo cho miệng bạch tuộc của mình nó được cong nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đối diện. Sau đó mình sẽ đâm kim vào tâm điểm và hang mắt bên dưới. Lúc này cái sợi len của mình nó đang nằm ở phía dưới của miệng nè. Đâm kim cho mình sẽ chốt cái phần miệng này lại. Sau đó các bạn giấu sợi len thường ha, thì cái phần miệng của mình nó sẽ có cái độ bo cong nè, và mình không cần phải sử dụng đến keo ha. Cắt cho mình đoạn len thừa đi. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái chú bạch tuộc với nhiều cái râu tu ru nhiều màu bên dưới xinh xắn như thế này. Phần râu bên dưới này mình sẽ sử dụng tay để mình xoắn lại cho phần râu của mình nó có cái độ xoăn ha. Các bạn có thể tăng giảm size, mình có thể làm móc khóa hoặc là đồ chơi cho bé cũng được. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.